À, anh chị và các bạn, chúng ta vừa lắng nghe qua chất âm được phát ra từ dòng loa NT1002 phiên bản FX2 anh chị ha. Thì đây là một trong những cái mẫu loa karaoke di động công suất lớn nha anh chị nha. Công suất rất là lớn luôn. Thì với dòng sản phẩm này, Nhật Tây trước đây cũng đã review rất là nhiều rồi và cũng nhận được những cái ý kiến đánh giá của khách hàng cũng rất là tích cực. Và ngày hôm nay thì cũng có một khách hàng đặt cái con loa này, thì Nhật Tây sẽ tiến hành test lại cái chất âm của nó cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe, và sẵn tiện thì test thật kỹ lại cho khách hàng trước khi bàn giao về cho khách hàng ha anh chị. Cũng xin được nói sơ lại một chút xíu về cái dòng sản phẩm này ha. Thì với các loa công suất lớn này thì nó nhiều phân khúc giá khác nhau anh chị nhé. Với dòng loa kéo điện như thế này thì giá loại rẻ nhất thì tầm 12 triệu là xài ok trở lên ha. Còn ví dụ như mà anh chị muốn cái dòng loa công suất lớn mà xài được mà giá rẻ hơn nữa thì tầm 11 triệu cũng có. Thì 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu trở lên thì chúng tôi đều phân phối ra ngoài thị trường với những cái sản phẩm rất là chất lượng luôn. Thì những cái sản phẩm đó Nhật Tây cũng có để lại ở bên dưới cái phần mô tả của sản phẩm này luôn. Anh chị đọc dưới phần mô tả sẽ thấy những cái đường link và bấm vào để tham khảo ha. Còn ngoài ra nếu mà anh chị chúng ta muốn tham khảo những cái mẫu sản phẩm khác có cái giá tiền thấp hơn như dòng sản phẩm này chẳng hạn, thì nó chỉ tầm giá là 5 triệu rưỡi thôi đối với mẫu sản phẩm tương tự như thế này ha anh chị. Tương tự như thế này giá rẻ nhất chỉ có 5 triệu 500 ngàn thôi và cho chúng ta một cái công suất cũng rất là tuyệt vời so với cái tầm giá của nó. Và ngay bây giờ thì Nhật Tây sẽ tiến hành review sơ lại cho anh chị và các bạn chúng ta cùng biết về cái con loa 14 triệu trước mắt anh chị đây ha. Đây là con JBL ha, 1002 phiên bản FX, và sau này thì Nhật Tây có đổi tên lại là NT1002 phiên bản FX đó anh chị ha. Đây là loa của Nhật Tây ha, chứ không phải là loa của hàng chính hãng JBL đâu. Anh chị chúng ta cần phải nắm rõ cái thông tin nó là như vậy. Ở bên trong thì Nhật Tây đang có ráp cho khách hàng là hai cái bát 40, có từ là 190, côn là 75 ha anh chị. Hai cái chép ở đây là hai chép 450. Và bên trong Nhật Tây có ráp cái mạch lọc phân tầng ha anh chị nhé. Và ở đây thì Nhật Tây có thiết trang bị cho khách hàng là ba bộ phận xử lý âm thanh, bao gồm cục đẩy công suất ha. Cục đẩy này là cục đẩy 24 sò ha anh chị, 24 sò chia làm hai kênh và mỗi kênh là đánh là 700W ha. Và ở đây thì cái van cơ ở đây là Nhật Tây chọn van cơ Ness ở Acoustics FX9 Plus, và cái micro là micro UGX23. Thì đây là một combo cái dòng sản phẩm phải nói là cho âm thanh công suất rất là lớn nha anh chị, rất rất là lớn luôn. Rất thích hợp cho khách hàng nào chúng ta sử dụng những cái buổi tiệc ở ngoài trời nè. Chúng ta muốn di động chẳng hạn như là muốn đem ra ngoài chơi cũng như là đem vào trong nhà tùy thích của mình ha anh chị. Đó, thì trong video này thì Nhật Tây sẽ tiến hành test cái loại này cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe rõ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức cái chất âm của dòng sản phẩm này. Anh chị có thể là truy cập cái trang web nhattayaudio.com để mà xem những cái mẫu sản phẩm loa kéo điện công suất lớn như thế này của Nhật Tây ha. Ngay bây giờ mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đeo tai nghe của mình vào nhé.
anh đi về trên lối xưa, mưa ướt trên vai lạc loài những tiếng nhạt buồn. Có những chiều đông khi tâm hồn anh giá băng, sao mãi đơn côi người tình ơi. Vương hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khổ đau đã mòn rồi, chờ đợi tình yêu đã lỡ lan, chôn đi bao nhiêu những ước mộng đẹp, mai sống với những kỷ niệm tuyệt vời. Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi. Còn gì đâu em, thôi đừng đến đắng cay thêm. Đoạn buồn ta đi còn dài lê thế, bởi còn đam mê xuôi mướn chân quên về. Thôi nhé quên câu thề, từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu. Thôi về đi em, về đi em, một lần này nữa rồi đời đã cho ta để từng đêm sâu, ôi thương nhớ chẳng sao. Thôi về đi em, về đi em, một lần này hết rồi. Cuộc tình đôi ta em coi như xa lạ, bởi nhầm yêu thương ta bỏ ta trang trường. Còn gì đâu em, nhắc nhở chi cho thêm buồn. Còn gì đâu em, thôi đừng đến đắng cay thêm. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi. Thôi nhé quên trong đời, còn có yêu xin hãy làm người là thôi về đi em, về đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm sâu, ôi thương nhớ chẳng sao. Thôi về đi em, về đi em, một lần này hết rồi. Cuộc tình đôi ta em coi như xa lạ, bởi nhầm yêu thương ta bỏ ta trang trường. Còn gì đâu em, nhắc nhở chi cho thêm buồn. Còn gì đâu em, thôi đừng đến đắng cay thêm.
còn gì đâu em, xa cách nhau xa rời. Thôi nhé quên trong đời, còn có yêu xin hãy làm người là nghĩa em. Xa cách nhau xa rời, thôi nhé quên trong đời, còn có yêu xin hãy làm người. Lòng người là nghĩa em. Alo. Lì. Thưa anh chị và các bạn, thì vừa rồi Nhật Tây cũng đã tiến hành test nhiều cái bài karaoke khác nhau cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe và trải nghiệm về cái âm thanh của dòng sản phẩm này. Thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm phải nói là cho chất lượng âm thanh karaoke rất là hay so với tầm giá ha. Thì giá của nó là 14 triệu, nhưng mà trong cái đợt dịch này thì Nhật Tây sẽ giảm cho anh chị và các bạn chúng ta về còn là 13.500.000, và giảm thêm cho anh chị nữa là miễn phí vận chuyển trên toàn quốc luôn ha anh chị nhé. Nên anh chị chúng ta có thể là mua trong cái thời gian là trong đợt dịch này thì Nhật Tây sẽ có hỗ trợ khuyến mãi đến như vậy ha. Còn anh chị có thể là quan tâm về những mẫu sản phẩm khác ở dưới phần mô tả của Nhật Tây ha. Nhật Tây có để lại cái đường link cho anh chị tham khảo luôn. Rồi một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi video review của chúng tôi. Nếu thấy hay và hữu ích thì anh chị và các bạn chúng ta hãy ủng hộ món quà tinh thần cho Nhật Tây là bằng một cái nút like hoặc là cái nút đăng ký kênh chẳng hạn. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều và xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo. Bye bye.